Trình đi. Tôi là Nguyễn Hoàng Nhật Khanh, là thành viên của nhóm E. Sau đây tôi xin trình bày chương 5, lắng nghe khách hàng thông qua nghiên cứu. Với cấu trúc bài trình bày bao gồm 6 phần. Phần 1 là gap 1, listening gap. Ở phần 2, chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng nghiên cứu khách hàng để từ đó có thể hiểu được mong đợi của họ. Ở phần 3 thì chúng tôi sẽ trình bày những cái yếu tố để làm nên một cái chương trình nghiên cứu dịch vụ khách hàng hiệu quả. Tiếp theo ở phần 4 thì chúng tôi sẽ tiến hành phân tích và đánh giá một cái kết quả nghiên cứu khách hàng. Bên cạnh đó thì ở phần 5 chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn biết được cách sử dụng một cái kết quả nghiên cứu marketing. Và cuối cùng thì chúng tôi sẽ đưa ra kết luận ở phần 6. Mục tiêu của chương 5 đó là trình bày cho các bạn hiểu được làm thế nào để có thể nghiên cứu thông tin khách hàng và từ đó sử dụng cái nghiên cứu cho dịch vụ của doanh nghiệp như thế nào. Mục tiêu thứ hai đó là mô tả những cái chiến lược của công ty để có thể tương tác và giao tiếp giữa những nhà quản lý và khách hàng của họ. Mục tiêu cuối cùng của chương này đó là trình bày cho các bạn biết được cái cách mà công ty đã làm để có thể tương tác giữa những cái người liên hệ với nhau và ban quản lý. Thì như những buổi học trước, chúng ta cũng đã được học về khoảng cách giữa khách hàng và doanh nghiệp. Thì chúng ta cũng đã được học bao gồm 4 khoảng cách. Với khoảng cách thứ nhất là lắng nghe khách hàng, khoảng cách thứ hai là thiết kế dịch vụ, khoảng cách thứ ba là thực hiện dịch vụ và cuối cùng là truyền thông đến khách hàng. Thì hôm nay ở chương 5 này chúng tôi sẽ trình bày về khoảng cách thứ nhất, đó là gap 1, listening gap. Gap 1 xuất hiện khi có sự mong đợi của khách hàng và sự nhận thức của doanh nghiệp về mong đợi của họ. Và khoảng cách này xảy ra khi mà định hướng của việc nghiên cứu marketing không đầy đủ để có thể hiểu được khách hàng. Thứ hai đó là do thiếu sự giao tiếp lên trên. Điều này thể hiện khi mà một doanh nghiệp khi có những cái ban quản lý chỉ không quan tâm đến khách hàng của doanh nghiệp mình mà chỉ phó mặc cho những cái cấp dưới của họ. Tiếp theo đó là thiếu các mối quan hệ tập trung. Điều này xuất hiện khi doanh nghiệp không phân khúc thị trường rõ ràng hay là chỉ tập trung vào những cái khách hàng mới mà quên đi những cái khách hàng cũ của họ. Và cũng xuất hiện khi ở những doanh nghiệp chỉ tập trung vào bán hàng mà quên đi các mối quan hệ. Cuối cùng đó là do doanh nghiệp thiếu cái sự khôi phục dịch vụ. Điều này xuất hiện khi mà khách hàng sẽ gửi những cái comment của mình vào hộp thoại của doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp lại không quan tâm và không phản hồi lại với khách hàng. Và để khắc phục được cái khoảng cách này thì chúng ta đi đến phần 2 là sử dụng nghiên cứu khách hàng để có thể hiểu được mong đợi của họ. Mục tiêu của việc nghiên cứu khách hàng đó là sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra những cái yêu cầu và mong đợi cho dịch vụ của khách hàng. Tiếp theo là sẽ giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và giám sát cái việc thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng có thể đánh giá được hiệu quả của toàn thể công ty so với đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng có thể đánh giá được khoảng cách giữa mong đợi và nhận thức của khách hàng. Tiếp theo là doanh nghiệp sẽ đánh giá được những cái khách hàng mà không hài lòng đối với dịch vụ của doanh nghiệp để mà có thể khôi phục lại dịch vụ hay là cải tiến dịch vụ của doanh nghiệp mình có thể tốt hơn. Tiếp theo là doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả của những cái việc thay đổi cung cách trong dịch vụ của doanh nghiệp. Họ cũng sẽ đánh giá được những cái việc thực hiện dịch vụ của từng cá nhân hay là từng nhóm trong cái doanh nghiệp đó để mà có thể đánh giá, nhận xét và trao phần thưởng cho những cái thành viên của doanh nghiệp. Tiếp theo là họ sẽ xác định được mong đợi của khách hàng cho những cái dịch vụ mới hay là giám sát được những cái thay đổi trong mong đợi của khách hàng ở những cái ngành nghề. Cuối cùng đó là doanh nghiệp sẽ dự đoán được mong đợi của khách hàng trong tương lai. Và đây là những cái tiêu chí để làm nên một cái chương trình nghiên cứu marketing hiệu quả.
Để tiến hành nghiên cứu thì chúng ta có thể lựa chọn nghiên cứu định tính hay là định lượng. Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu về mong đợi và nhận thức của khách hàng. Bên cạnh đó thì chúng ta phải cân bằng giữa chi phí nghiên cứu và giá trị thông tin mà doanh nghiệp nhận được. Điều này có nghĩa là khi mà doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu thì họ phải cân bằng giữa chi phí mà họ bỏ ra, tránh để cho doanh nghiệp có thể bỏ ra những cái chi phí quá lớn nhưng mà chỉ nhận lại được những cái thông tin mà không cần thiết hay là không tốt, không đủ để mà những cái nghiên cứu của doanh nghiệp tiến hành lại không có đưa ra một cái kết quả tốt nhất. Tiếp theo là nghiên cứu phải đưa ra một cái giá trị thống kê khi mà doanh nghiệp cần. Nghiên cứu sẽ phải đo lường được những cái thuộc tính quan trọng của nghiên cứu, và cuối cùng thì cái nghiên cứu sẽ phải đo lường được lòng trung thành của khách hàng hay là hành vi có mục đích hay là những cái hành vi hiện tại của khách hàng. Và đây là một cái ví dụ diễn tả được những cái yếu tố để làm nên một cái chương trình nghiên cứu dịch vụ khách hàng hiệu quả. Và để đi sâu hơn thì chúng ta sẽ đi đến phần thuyết trình của bạn Đạt. Dạ, em xin chào thầy. Không biết thầy có nghe không? Nghe rõ em ơi. Được rồi. Dạ, em chào thầy và các bạn. Em là Đạt, đến từ nhóm E. Và phần thuyết trình của em là các yếu tố chương trình nghiên cứu tiếp thị marketing hiệu quả. Thì một chương trình nghiên cứu như marketing hiệu quả thì phải bao gồm nhiều loại nghiên cứu học. Thì sự kết hợp của nghiên cứu và các loại nghiên cứu sẽ được các công ty sử dụng như là một cách khác nhau, bởi vì phạm vi sử dụng nó rất là rộng lớn và rất là đa dạng. Từ đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên đến phát triển dịch vụ quảng cáo đến lập chiến lược quảng cáo, nó đòi hỏi một luồng thông tin rất là đa dạng và phong phú và phải cực kỳ chính xác. Nếu mà một nguồn thông tin không đầy đủ và không chính xác thì sẽ không thì doanh nghiệp đó sẽ không thể hiểu được nhu cầu khách hàng của mình là gì. Và công nghệ khảo sát trực tuyến thì giúp cho các doanh nghiệp tìm được một khách hàng của mình một cách nhanh chóng và cụ thể hơn. Tiếp theo đến là giải quyết khiếu nại. Thì các bạn đã bao giờ mà phàn nàn với một nhân viên của một tổ chức bất kỳ nào chưa? Câu trả lời này là chắc chắn là rồi, đúng không? Và trong tình huống đó và không ai mà vội vàng giải quyết nó và lần sau bạn trải nghiệm dịch vụ ở lại, tình huống đó, trường hợp đó vẫn xảy ra y chang vậy luôn, thì bạn sẽ chắc chắn cảm thấy rất là tức giận. Một tổ chức dịch vụ tốt thì sẽ xem xét một khiếu nại một cách rất là nghiêm túc. Họ không chỉ lắng nghe những lời phàn nàn mà họ còn sử dụng biện pháp thu hút các khiếu nại đó như là một cách để giao tiếp với khách hàng và những gì họ có thể làm để cải thiện dịch vụ và nhân viên của họ. Cụ thể hơn là mình sẽ đi vào ví dụ Vail Resort, công ty sở hữu các Vail, các khu nghỉ dưỡng Breckenridge, Heavenly, Keystone hay là Beaver Creek, có một cách rất là thú vị để nắm bắt các phàn nàn và các lời nhận xét của khách hàng. Là cụ thể hơn là khu nghỉ mát thuê các nhà nghiên cứu đi cáp treo với họ và để hỏi những câu hỏi và những nhận xét của khách hàng về cái khu trượt tuyết đó và ghi lại vào máy tính cá nhân của nhà nghiên cứu. Khách hàng chỉ trả lời những câu hỏi và nhận xét của câu hỏi đó, sau đó là các nhà nghiên cứu sẽ tải những thông tin đó lên máy tính cơ sở của họ. Nghiên cứu trên khiếu nại là một trong những hình thức dễ thực hiện nhất đối với các công ty. Nhiều công ty chỉ phải dựa vào những lời phàn nàn để giữ liên lạc với khách hàng. Và thật không may thì có bằng chứng cho thấy rằng chỉ riêng những lời phàn nàn của khách hàng là một nguồn thông tin không đầy đủ. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ khách hàng có vấn đề thực sự với công ty và họ phàn nàn lại với công ty. Đa số những người còn lại thì không, chỉ là không hài lòng và nói với người khác về sự không hài lòng của họ. Tiếp theo là nghiên cứu sự cố nghiêm trọng. Kỹ thuật xử lý sự cố nghiêm trọng, viết tắt là CIT, là một thủ tục phỏng vấn định tính. Trong đó khách hàng được yêu cầu cung cấp các vấn đề về các cuộc gặp gỡ với dịch vụ hài lòng và không hài lòng mà họ đã từng trải qua. Các câu hỏi nghiên cứu sẽ được cụ thể, được hỏi như là sự việc đó được xảy ra như thế nào, hoàn cảnh cụ thể nào dẫn đến tình trạng này, chính xác thì nhân viên hoặc là thành viên của công ty đó đã nói hoặc là làm gì. Kết quả nào khiến bạn cảm thấy tương tác hài lòng hoặc là không hài lòng? Điều gì có thể hoặc lẽ ra phải làm được là khác đi?
Những câu hỏi này nhằm nghiên cứu khách hàng về sự hài lòng của họ. Tiếp theo là nghiên cứu yêu cầu. Nghiên cứu yêu cầu liên quan đến việc xác định các lợi ích và thuộc tính mà khách hàng mong đợi ở một dịch vụ. Loại nghiên cứu này rất là cơ bản và rất là cần thiết vì nó xác định loại câu hỏi sẽ được hỏi trong cuộc khảo sát và cuối cùng là những cải tiến mà công ty sẽ cố gắng thực hiện. Các công ty cá nhân thực hiện các nghiên cứu này để xác định các nguồn hài lòng và không hài lòng đối với công ty hoặc là ngành của họ. Một cách tiếp cận để nghiên cứu các yêu cầu của khách hàng đã hiệu quả trong các ngành dịch vụ, chẳng hạn như là khách sạn và nhà hàng, vân vân. Để hiểu hơn về như để hiểu hơn về nghiên cứu yêu cầu thì sẽ đi về phần ví dụ của phần nghiên cứu yêu cầu. Bệnh nhân của bệnh viện và khách hàng của khách sạn mong đợi nhiều tính năng giống nhau. Bên cạnh dịch vụ chăm sóc y tế chuyên nghiệp, bệnh nhân trong bệnh viện mong muốn là có một phòng nghỉ thoải mái, nhân viên y tá lịch sự và thức ăn ngon. Những điều trên là tương tự với những đặc điểm của khách hàng đối với khách sạn, như là thức ăn ngon hơn, thẻ tin dễ đọc hơn và bảng thông tin nổi bật hơn và nhiều radio, tivi trong phòng. Tiếp theo, qua đi Khánh ơi. Tiếp theo là khảo sát mối quan hệ và thang đo server wall. Một loại khảo sát được đặt tên là khảo sát mối quan hệ vì chúng đặt ra câu hỏi về tất cả các yếu tố trong mối quan hệ của khách hàng với công ty, bao gồm dịch vụ, sản phẩm và giá cả. Cụ thể hơn là, thứ nhất để giám sát và theo dõi hiệu suất dịch vụ. Thứ hai là để đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của công ty so với hiệu suất của đối thủ cạnh tranh, thường tập trung vào hiệu quả của đối thủ cạnh tranh tốt nhất làm điểm chuẩn. Thứ ba là để xác định mối liên hệ giữa sự hài lòng và ý định hành vi và xác định các khía cạnh của dịch vụ cần cải thiện hiệu suất. Đánh giá mức độ cần cải thiện trên mỗi khía cạnh và đánh giá các tác động của các nỗ lực cần phải cải tiến. Và tiếp theo là shallow call hoặc là khảo sát dịch vụ sau giao dịch. Và những người được chọn sẽ được hỏi một danh sách ngắn về các câu hỏi ngay sau khi một giao dịch cụ thể. Do đó nó có tên là shallow call với mục đích là đánh giá về sự hài lòng của họ với giao dịch với người liên hệ và khảo sát sau giao dịch hiệu quả hơn so với khiếu nại. Ví dụ như là Shopee. Shopee thì đề xuất khách hàng đánh giá sản phẩm qua phần bình luận và cho 5 sao để tạo động lực để hoàn thành khảo sát là một cơ hội để nhận được xu. Hoặc là có một hôm khách sạn hoặc là homestay, họ sẽ đề nghị khách hàng trả lời 4 đến 5 câu hỏi ngắn về thời gian lưu trú tại khách sạn hoặc là homestay đó. Các tiếp cận này có lợi ích rõ ràng so với các thể bình luận phổ biến còn lại trong phòng. Tỷ lệ phản hồi cao hơn nhiều so với quá trình thu hút khách hàng và chỉ mất một vài phút để hoàn thành xong cái khảo sát đó. Và tiếp theo là các cuộc họp đánh giá về kỳ vọng của dịch vụ. Để doanh nghiệp có thể lắng nghe cẩn thận kỳ vọng của khách hàng, thứ nhất là hỏi khách hàng những gì họ mong đợi trong các điều khoản từ 8 đến 10 yêu cầu cơ bản được xác định từ trong nghiên cứu nhóm tập trung. Thứ hai là hỏi những khía cạnh cụ thể của yêu cầu mà nhóm tài khoản thực hiện tốt trong quá khứ cũng như là những khía cạnh nào cần được phải cải thiện và phải là khác đi. Và thứ ba là yêu cầu khách hàng xếp hạng tầm quan trọng tương đối của các yêu cầu đó. Và phần thuyết trình sau em sẽ nhường cho bạn Thảo Nhi thuyết trình. Cảm ơn Đạt. Chào thầy và các bạn. Mình là Thảo Nhi. Mình sẽ được tiếp tục chương trình, tiếp tục phần các yếu tố trong chương trình nghiên cứu tiếp thị marketing hiệu quả. Đầu tiên mình sẽ đi tới điểm đánh giá, kiểm tra quá trình. Với các dịch vụ chuyên nghiệp như là tư vấn, xây dựng và kiến trúc, dịch vụ được cung cấp trong một thời gian dài và không có cách thức hoặc là thời gian rõ ràng để thu thập thông tin của khách hàng. Vì vậy, nhà cung cấp dịch vụ thông minh xác định dịch vụ, cung cấp dịch vụ, sau đó sẽ cấu trúc phản hồi xung quanh các cấu trúc đó, kiểm tra các điểm thường xuyên để đảm bảo rằng kỳ vọng của khách hàng đang được đáp ứng. Phần của dân tộc định hướng thị trường, mục đích của dân tộc định hướng thị trường này để nghiên cứu khách hàng trong môi trường tự nhiên hoặc là nghiên cứu khách hàng từ các nền văn hóa khác nhau một cách không thiên vị. Ví dụ như bản thân mình là một một công ty sản xuất bia, khi mà mình đi ra Hà Nội mình sẽ thấy là người dân Hà Nội thường sẽ uống bia Hà Nội nhiều hơn.
Hoặc là nếu mà mình vào Sài Gòn sẽ thấy người dân Sài Gòn uống sử dụng bia Sài Gòn rất là nhiều. Vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu về nền văn hóa một cách không thiên vị nhất. Tiếp theo đó chính là mua sắm bí ẩn. Trong hình thức nghiên cứu này thì chỉ dành riêng cho các dịch vụ. Các công ty thuê các tổ chức nghiên cứu bên ngoài để gửi người vào các cơ sở và dịch vụ. Họ có thể trải nghiệm dịch vụ như thể họ là khách hàng. Mục đích của mua sắm bí ẩn này đó chính là để đo lường hiệu suất của từng nhân viên để đánh giá, công nhận hoặc là khen thưởng nhân viên đó. Để xác định điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống trong các dịch vụ tiếp xúc khách hàng. Nói về bảng khách hàng thì bảng khách hàng này là các nhóm khách hàng được thiết kế để cung cấp thái độ và nhận thức về một dịch vụ theo thời gian. Họ cung cấp cho công ty thông tin của khách hàng thường xuyên và kịp thời. Mục đích của bảng khách hàng này là để theo dõi sự thay đổi kỳ vọng của khách hàng, cung cấp một diễn đàn để khách hàng đề xuất và đánh giá các ý tưởng dịch vụ mới. Tiếp theo đó là nghiên cứu khách hàng bị mất, dự báo. Mục đích của cái nghiên cứu này đó là chính là dự báo những kỳ vọng trong tương lai của khách hàng để phát triển và thử nghiệm các ý tưởng mới trong dịch vụ mới. Ví dụ như bản thân mình là một chủ shop thời trang buôn sỉ lẻ, sau một thời gian thì mình không còn thấy vị khách sỉ đó nữa, mình có thể inbox Facebook hoặc là gọi điện cho họ để hỏi là dạo gần đây mặt hàng bên mình đã không còn phổ biến hay là đáp ứng được nhu cầu khách của bạn nữa hay là có vấn đề về dịch vụ gì nữa. Mình sẽ hỏi ý kiến của khách hàng để có thể hoàn thiện tốt nhất cho bên shop của mình và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Phần cuối cùng đó chính là nghiên cứu kỳ vọng trong tương lai. Mục đích của nghiên cứu này đó chính là dự báo những kỳ vọng trong tương lai của khách hàng để phát triển và thử nghiệm các ý tưởng mới. Phần thuyết trình của mình tới đây là hết. Mình xin nhường phần tiếp theo cho bạn Nhật Khanh. Bạn vừa thuyết trình tên gì nhỉ? Bạn 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 vừa thuyết trình là tên gì? Dạ em là Thảo Nhi ạ. Tức là người vừa trình bày xong là Thảo Nhi đúng Dạ. không? Ok. Tiếp theo đi đến phần 4. Chúng tôi sẽ trình bày về phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu khách hàng. Đây là một cái ví dụ sẽ phân tích một cái biểu đồ về cuộc hành trình và trải nghiệm của khách hàng để khi mà họ tiến hành đi mua một chiếc smartphone. Ngôi sao lớn sẽ trình bày toàn bộ những cái trải nghiệm của khách hàng từ khi họ có ý định mua đến khi họ kết thúc quá trình mua, và ngôi sao nhỏ sẽ trình bày những cái cuộc hành trình nhỏ của khách hàng. Đầu tiên, vị khách hàng này có ý định sẽ mua một chiếc điện thoại thông minh và họ sẽ bước đi cái cuộc hành trình đầu tiên đó là tìm hiểu, và họ sẽ tiến hành tìm hiểu qua internet hay là hàng xóm, bạn bè, người thân của họ, và sau khi họ có một cái thông tin nhất định, họ sẽ tiến hành đến cuộc hành trình thứ hai đó là đi đến cửa hàng bán điện thoại. Và sau khi đến cái cuộc hành trình thứ hai này thì người khách hàng này sẽ giao tiếp với cái người tư vấn dịch vụ để hỏi giá hay là hỏi quá trình mua hàng như thế nào hay là lựa chọn sản phẩm như ra sao, vân vân. Và sau khi người khách hàng này lại có một cái thông tin nhất định, nó sẽ lớn hơn cái cuộc hành trình đầu tiên, thì họ sẽ tiến hành đến cuộc hành trình thứ ba, đó là lựa chọn sản phẩm và mua hàng. Ở cái cuộc hành trình thứ ba này, ở cuộc hành trình thứ ba này thì người khách hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng và tiến hành thanh toán, vân vân. Thì đây vừa rồi tôi vừa phân tích một cái cuộc trải nghiệm của khách hàng khi mua một chiếc smartphone. Tiếp theo tôi sẽ trình bày về việc phân tích mức độ quan trọng của khách hàng và mức độ thực hiện của doanh nghiệp. Ở cái biểu đồ này thì ở trục tung sẽ trình bày về mức độ quan trọng của khách hàng thể hiện từ thấp đến cao, và trục hoành sẽ trình bày về mức độ thực hiện của doanh nghiệp cũng sẽ từ thấp đến cao. Ở phần tư thứ nhất chúng ta có thể thấy rằng ở chỗ này thì
tầm quan trọng đối với khách hàng sẽ rất là lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ thực hiện ở một cái mức rất là thấp. Do đó, khi ở phần tư này thì doanh nghiệp cần phải cải tiến, hoàn thiện cho dịch vụ của mình sẽ được tốt hơn. Tiếp theo ở phần tư thứ hai thì chúng ta có thể thấy rằng ở cái phần tư này thì mức độ quan trọng của khách hàng rất là cao. Và bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng thực hiện cái dịch vụ ở cái phần tư này rất là tốt. Do đó chúng ta sẽ duy trì khi mà dịch vụ của chúng ta đang ở mức phần tư này. Tiếp theo là mức phần tư thứ ba. Thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy rằng mức độ quan trọng đối với khách hàng cũng thấp. Và việc thực hiện cái dịch vụ này của doanh nghiệp cũng rất là thấp. Do đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục duy trì. Cuối cùng là ở phần tư thứ tư. Ở phần tư này thì chúng ta có thể thấy rằng mức độ quan trọng đối với khách hàng thì rất là thấp. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp lại thực hiện nó một cách rất là tốt, đầu tư rất là nhiều. Do đó chúng ta sẽ giảm thiểu cái mức đầu tư ở cái phần dịch vụ, ở cái phần tư này, và chúng ta sẽ dành chi phí hay là dành nguồn nhân lực để có thể phát triển những cái phần tư còn lại. Tiếp theo là phần 5, sử dụng các thông tin nghiên cứu marketing sẽ do bạn lên trình bày. Dạ, chào thầy. Em là Nguyễn Văn Linh, đại diện cho nhóm tiếp tục phần trình bày về phần sử dụng thông tin nghiên cứu marketing. Ở mục này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào phần truyền thông và phần giao tiếp hướng lên. Và qua luôn. Về phần giao tiếp hướng lên thì chúng ta còn có ba mục chính là mục tiêu của giao tiếp hướng lên, nghiên cứu giao tiếp hướng lên và lợi ích của giao tiếp hướng lên. Mục tiêu của giao tiếp hướng lên là những mục tiêu này bao gồm việc đạt được kiến thức trực tiếp về khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ nội bộ, có được kiến thức trực tiếp về nhân viên và có các ý tưởng để cải tiến về dịch vụ. Tiếp theo là về nghiên cứu về giao tiếp hướng lên. Các mục này bao gồm thăm khách hàng của giám đốc điều hành, tiếp theo đó là điều hành hoặc quản lý lắng nghe khách hàng. Bên cạnh đó chúng ta cần phải nghiên cứu về khách hàng trung gian, và song song là nghiên cứu về khách hàng nội bộ, và chúng ta không thể thiếu là đề xuất của chúng ta phải để ý đến đề xuất của nhân viên. Và về phần lợi ích của việc truyền thông hướng lên thì truyền thông hướng lên kiểu này thì thường cung cấp cho thông tin cho các nhà quản lý cấp trên về các hoạt động và hiệu suất trong toàn bộ của tổ chức. Và tiếp theo là bạn Minh sẽ về tóm tắt về phần của mình. Em tên là Đồng Đức Minh, em là thành viên của nhóm E. Thì cuối cùng chúng em đi đến kết luận của bài. Thứ nhất là chương này đã thảo luận về vai trò của nghiên cứu khách hàng trong việc tìm hiểu nhận thức và mong đợi của khách hàng. Tiếp theo thì chúng em đã thảo luận về các yếu tố trong một chương trình nghiên cứu tiếp thị, dịch vụ hiệu quả và chỉ ra các phương pháp tiếp cận thỏa mãn các tiêu chí. Và bên cạnh đó, chương mô tả các hình thức nghiên cứu dịch vụ chính bao gồm nghiên cứu sự cố quan trọng, mua sắm bí ẩn, các cuộc họp và đánh giá kỳ vọng dịch vụ và đánh giá kiểm tra quy trình và nghiên cứu cơ sở dữ liệu. Và cuối cùng, những chủ đề này kết hợp để giúp thu hẹp khoảng cách lắng nghe, khoảng cách kỳ vọng của khách hàng và sự hiểu biết của công ty về kỳ vọng của khách hàng. Và phần thuyết trình của nhóm chúng em đến đây là hết. Em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Ok, xin cảm ơn phần trình bày của nhóm. Bây giờ chúng ta sẽ dành cái khoảng thời gian cho cái phần thảo luận, phần đặt câu hỏi, phần góp ý của các bạn ở trong lớp cho cái phần trình bày vừa rồi của nhóm E về cái chương về nghiên cứu khách hàng. Ok, xin mời các bạn. Vâng, xin mời bạn Đoàn Hữu Thị Sang.
Ok. Nhóm đã rõ câu hỏi chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Rồi, xin mời các bạn khác. Chúng ta có câu hỏi cho cái phần trình bày vừa rồi của nhóm. Nhóm 1 đâu nhỉ? Các thành viên của nhóm 1 đâu? Nhóm trưởng nhóm 1. Dạ có em ạ. Rồi, nhóm trưởng nhóm 1 có cái comment gì cho cái phần trình bày vừa rồi của nhóm? À. Dạ em có câu hỏi cho nhóm bạn là nếu như mà doanh nghiệp của mình là một bệnh viện tư nhân thì mình sẽ sử dụng những cái cách nghiên cứu nào để có thể hiểu được tâm hồn của khách hàng về những dịch vụ mà doanh nghiệp của một bệnh viện của mình cung cấp ạ? Ok. Rồi. Nhóm E đã rõ câu hỏi rồi đúng không? Dạ chưa thầy, dạ chưa thầy. Bạn Nga có thể explain lại một chút xíu cái câu hỏi của bạn nào? Dạ là doanh nghiệp của mình là một bệnh viện tư nhân thì mình sẽ có cách nghiên cứu như thế nào để có thể nắm bắt được những phản hồi và cái yêu cầu của khách hàng về những dịch vụ mà bệnh viện cung cấp. Dạ em xin phép. Ok, rồi câu hỏi chưa các bạn? Tức Dạ. là cái ý câu hỏi là bạn Tố Nga muốn hỏi là một cái bệnh viện tư nhân, tức là nếu như bạn các bạn là một cái bệnh viện tư nhân thì bây giờ bạn dùng những cách thức nào để bạn hiểu, bạn tìm hiểu, bạn là nghe được những cái phản hồi của khách hàng, đúng không? Trong quá trình mà sử dụng dịch vụ tại cái bệnh viện đấy. Đúng Nga, cái ý của Nga hỏi là như vậy là đúng không? Tại vì cái signal ở chỗ Nga nó hơi yếu, nó thay nghe không rõ lắm. Ok. Rồi, xin mời nhóm 2, nhóm trưởng nhóm 2 đâu? Dạ em đây này. Rồi, xin mời bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh có câu hỏi, có nhận xét gì cho cái phần trình bày vừa rồi của nhóm E? Hãy giờ không nghe không Quỳnh? Dạ có thầy, đợi em xíu thầy. Mà sao kêu các bạn bật cam mà là tắt hết cam là sao nhỉ? Thầy thì bật cam suốt cả buổi, trò thì là tắt cam. Học mà đến giờ mình đến giờ rồi cứ bật máy tính lên và đã thỏa thuận ngay từ đầu là chúng ta phải bật cam lên trong lúc nói hoặc trình bày về một cái vấn đề gì đấy. Rồi. À, em hỏi là cho Ừ. xin một ví dụ về giao tiếp ở bên trên ạ. Ở Giao bên tiếp trên. gì? Rồi, upward communication. Rồi, bạn nào trình bày cái đấy hãy lấy một cái ví dụ để clear hơn về cái upward communication cho bạn Quỳnh. Quỳnh mới ngủ dậy đúng không? Không có đọc bài để tìm hiểu về nhiệm vụ của nhóm 1 và nhóm 2 là các bạn phải hỏi và nhận xét liên tục cho cái phần trình bày của các nhóm, khơi mào đặt ra những cái vấn đề càng hóc búa càng tốt để các nhóm trình bày là chúng ta giải quyết cái vấn đề của họ. Đúng nào? Nhiệm vụ của hai nhóm 1, nhóm 2 không có trình bày thì nhiệm vụ của bạn là như vậy. Thực ra là chúng ta phải nghiên cứu bài vở để mà đặt những câu hỏi thật hay. Rồi, về cơ bản là một vài câu hỏi, chúng ta có ba câu hỏi như vậy cái đã. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần trả lời của nhóm E. Sau đó thì còn thời gian thì chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục. Dạ em xin trả lời câu hỏi thứ ba của bạn Quỳnh là một trong các ví dụ của việc giao tiếp hướng lên thì trong đó em thấy có cái mục hay là mục của thăm hỏi khách hàng của giám đốc điều hành. Cái này cách chúng ta có thể dễ hiểu hơn là
Cách tiếp cận này thường được sử dụng trong tiếp thị dịch vụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trong một số chuyến thăm, giám đốc điều hành của công ty thì thường thực hiện các cuộc gọi bán hàng hoặc dịch vụ với nhân viên phụ trách khách hàng như là nhân viên bán hàng. Trong các tình huống khác thì giám đốc điều hành của công ty bán hàng có thể sắp xếp các cuộc họp với giám đốc điều hành ở các cấp tương tự tại công ty khách hàng. Em xin trả lời hết. Rồi, câu trả lời của bạn Linh như vậy đã ổn chưa bạn Quỳnh? Dạ, em không có ý kiến gì. Không có ý kiến gì? Để trả lời như vậy ổn chưa mà không có ý kiến gì? Hiểu chưa? Như vậy hiểu upward communication chưa? Như vậy cái các bạn có nghe rõ tín hiệu có ổn không nhỉ? Dạ có. À, như vậy thì các bạn thấy rằng là cái upward communication ở đây là cái mà chúng ta bàn rất là nhiều. Thông thường thì mình sẽ giao tiếp hoặc mình truyền thông từ trên xuống dưới, đúng không? Từ cấp cao đến cấp dưới nói truyền thông xuống. Tuy nhiên thì trong cái vấn đề về dịch vụ đó thì như các bạn biết rằng là đôi khi nếu như mà mình chỉ lắng nghe cái thông tin từ một chiều từ trên xuống thì rõ ràng rằng là cái cơ hội để mình tiếp cận với khách hàng và lắng nghe những cái suy nghĩ, những cái ý kiến của họ là một cái điều mà nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều nếu như mà mình không có tiếp cận theo cách là upward communication, đúng không? Và do đó thì các bạn thấy rằng là những cái hành động, những cái việc mà các bạn càng tăng cho mình nhiều cái cơ hội để mình tiếp cận với khách hàng mục tiêu của mình trong quá trình mình cung cấp dịch vụ để mình lắng nghe họ là một cái cơ hội tốt để mình có thể hiểu hơn về khách hàng, để mình có thể có những cái hành vi, có những cái hành động sửa sai, sửa lỗi ngay khi mà nó xuất hiện để tránh cái tình trạng mà có thể là nó sẽ có những cái sự ở mức ở trong cái suy nghĩ, trong cái tâm trí của khách hàng. Đấy. Thì các bạn thấy những cái hành động rất là đơn giản, ví dụ như là các bạn thấy rằng là trong cái cửa hàng Walmart, trong siêu thị của Walmart chẳng hạn, thì mỗi một cái ngày buổi làm việc như vậy thì luôn luôn nó sẽ có những cái cuộc họp diễn ra một cách rất là nhanh chóng ngay tại cái siêu thị, ngay tại cái không gian làm việc, ngay tại cái mặt bằng lúc mà khách hàng đang mua sắm. Và những cuộc họp như vậy thường diễn ra giữa những cái supervisor, những người quản lý và những cái nhân viên tiếp thị trực tiếp ở đấy để lắng nghe và xử lý những cái sự việc một cách rất là tức thời. Thì cái upward communication ở đây các bạn thấy rằng là nó không chỉ đơn thuần là chúng ta lắng nghe từ phía khách hàng, chúng ta tiếp cận với họ, mà upward communication ở đây cũng có thể là một cách mà chúng ta sẽ lắng nghe những ý kiến phản hồi từ phía nhân viên trực tiếp mà tiếp xúc với khách hàng hoặc trực tiếp mà cung cấp các cái dịch vụ. Thì thường là các lãnh đạo cấp trên thì bận bịu rất là nhiều thời gian và thường chúng ta bỏ quên mất điều này. Tuy nhiên thì đối với lại là việc làm về các dịch vụ thì cái việc mà chúng ta phải họp thường xuyên, chúng ta lắng nghe thường xuyên ý kiến của nhân viên là cái điều mà rất là cần thiết. Cho nên là các bạn thấy rằng là ví dụ như là làm các cơ quan nhà nước thì một tuần có thể họp một lần vào đầu tuần, nhưng mà riêng đối với lại là lĩnh vực dịch vụ thì các bạn thấy rằng là thường xuyên có những cuộc họp rất là thường xuyên và nó càng nhanh chóng càng tiếp cận được cái đối tượng mà họ gần nhất cái thông tin là tốt nhất. Thì cái đấy nó sẽ cung cấp cho các bạn thêm những cái kiến thức, những cái thông tin rất là kịp thời để các bạn xử lý những cái câu chuyện, những cái sự vụ. Thành thử ra sau này mà các bạn đi làm ở trong cái dịch vụ, sau này các bạn có thể có cơ hội để các bạn được thăng tiến, được phát triển lên ở những vị trí quản lý cấp cao hơn. Thì một trong những cái kênh mà chúng ta không nên bỏ qua, cách mà chúng ta không nên bỏ qua đó chính là chúng ta sẽ lắng nghe ngược, upward, nghe từ dưới, từ những cái nhân viên trực tiếp, từ những cái khách hàng trực tiếp để chúng ta hiểu hơn về nhân viên đó, hiểu hơn về dịch vụ của mình, hiểu hơn về cái khách hàng của mình. Thì các bạn chia sẻ thêm xung quanh cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái phần upward communication. Rồi, xin mời câu hỏi tiếp theo, cho cái câu trả lời tiếp theo cho cái câu hỏi, hai câu hỏi nữa còn lại. Dạ, em sẽ trả lời câu 2 của bạn Nga. Bạn Nga. Ừ. Dạ, bạn Nga có hỏi là bạn Nga hỏi là bệnh nhân trong bệnh viện là khảo sát
Thì em có câu trả lời như thế này là bệnh nhân trong bệnh viện á, thì họ rất muốn được quan tâm, và dựa vào đó mình sẽ khảo sát cái bệnh nhân của họ thông qua cảm xúc của họ. Và sau mỗi cuộc khảo sát đó thì mình sẽ có một phần quà khuyến khích sức khỏe cho họ, chẳng hạn như là giảm giá phí điều trị hoặc là kê khai thuốc cụ thể hơn. Và cũng như vậy là tạo mối quan hệ cho đối với bệnh nhân đó, để khi mà họ ra viện rồi á thì mình sẽ cử y tá đến nhà của họ để mình hỏi thăm và điều tra, và mình sẽ hỏi thăm sức khỏe và chăm sóc dịch vụ của họ cụ thể hơn, và hỏi về đánh giá của họ và trải nghiệm về bệnh viện của họ như thế nào, cũng như là tạo mối liên lạc và mối quan hệ của người bệnh nhân đó với đối với bệnh viện của họ. Thì không biết là bạn Nga có thắc mắc gì nữa không ạ? Như vậy là bạn theo quan điểm của bạn bạn Đạt là sẽ dùng cái phương pháp khảo sát đúng không, trực tiếp các bệnh nhân ở đấy. Ngoài ra thì có cách nào nữa không, hay là chỉ nên sử dụng một cách đấy thôi? Dạ, chỉ nên sử dụng một cách đó thôi, tại vì người bệnh nhân của họ thì họ rất là muốn nghỉ ngơi, là mà không nên làm phiền họ. Nhưng mà họ nghỉ ngơi, đưa cho họ bằng hỏi, họ thấy mệt quá, lười đọc quá, họ đánh đại cho xong thôi, bây giờ mệt quá không có buồn trả lời thì sao? Hoặc là để mà trả lời cái khảo sát đấy thì họ phải dành rất là nhiều thời gian. Thế thì có cách nào khác nữa không để mình có thể là tìm hiểu về cái khách hàng của mình, hiểu hơn về khách hàng của mình trong quá trình mà họ đang sử dụng dịch vụ? Hay là mình có thể xin số điện thoại của họ và địa chỉ liên lạc, để sau khi mà họ ra viện thì mình có thể liên lạc với họ. Nhưng mà khi họ ra viện, tức là việc nó đã xong rồi, cái cơ hội để mà em khắc phục những cái mà có thể là mà khách hàng họ chưa hài lòng thì nó sẽ giảm đi đúng không? Thế thì bên cạnh cái bằng hỏi đấy thì mình có thể có những cách khác nữa để mà mình xử lý ngay những cái việc sự vụ, hoặc là mình xử lý ngay những cái than phiền của khách hàng mà chưa cần phải sử dụng đến cái bằng hỏi. Ví dụ như là thường thì các bạn này thấy rằng là khi ở đây, không biết là các bạn đã có cái cơ hội để trải nghiệm ở bệnh viện chưa, thì thường khi mà mình vào bệnh viện á, thì hoặc là kể cả ở vào khách sạn cũng vậy, thì cái khảo sát các bạn sẽ thông thường các bạn sẽ làm ở cái lúc mà các bạn bắt đầu check out, bạn bắt đầu kết thúc cái sử dụng dịch vụ và bạn đi về, bạn 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 không ở đấy điều trị ở bệnh viện nữa. Có thể khi bạn làm thủ tục thanh toán thì sẽ có một, hoặc là ngày cuối cùng thì sẽ có một cái phiếu của nhân viên mang tới cho các bạn, là nhờ các bạn trả lời dùng lúc các bạn đã thanh toán xong hết những cái thủ tục đúng không? Hoặc là khi các bạn bắt đầu trả phòng chẳng hạn. Tuy nhiên thì nó còn có những cái cách thức khác nữa, không chỉ là bản khảo sát ở trong này, thì chúng ta có nói về về cái bản khảo sát, một trong những cái dạng mà bản khảo sát về chất lượng dịch vụ rất là phổ biến và được sử dụng rất là nhiều, của Parajuraman năm 1988 đã đưa ra, đó là cái bảng cái mô hình Servcol, bảng câu hỏi Servcol, tức là service quality, chất lượng dịch vụ đó. Thì cái Servcol này thì nó gồm có 5 thành phần như chúng ta đã học rồi, nó hai hai quan sát, thì chúng ta có thể vận dụng cái này để khảo sát ở trong cái nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên thì với từ cái Servcol này thì tùy từng vào lĩnh vực thì người ta đã xây dựng thành những cái thang đo nó khác nhau các bạn. Ví dụ như là trong siêu thị thì họ có cái hệ thống dựa trên cái Servcol, thì người ta đã modify để người ta phát triển thành cái hệ thống thang đo cho cái lĩnh vực về chất lượng dịch vụ siêu thị, về 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 của để áp dụng trong siêu thị. Hoặc là cũng từ Servcol này thì người ta sẽ phát triển để người ta thành một cái thang đo áp dụng ở trong cái hệ thống y tế. Hiện nay ở Việt Nam thì cái Bộ Y tế cũng đã triển khai một số các cái hệ thống đo lường về sự hài lòng của bệnh nhân ở trong cái hệ thống các cái cơ sở y tế tại Việt Nam. Hoặc là các bạn có thể tìm đọc một số các cái nghiên cứu về về đo lường chất lượng dịch vụ y tế, thì người ta cũng sẽ dựa trên cái thang đo Servcol này để người ta modify lại thành các cái tiêu chí cho nó phù hợp hơn với môi trường của bệnh viện. Hoặc giả dụ như là trong lĩnh vực về chất lượng dịch vụ của khách sạn cũng vậy, người ta cũng có những cái modify. Thành thử ra là Servcol là một trong cái thang đo chung nhất, phổ biến nhất. Tuy nhiên thì để đo sát nhất với thực tế đơn vị của mình, hoặc là với cái lĩnh vực dịch vụ mà mình đang phục vụ đó, thì
bạn có thể là chúng ta có thể là sử dụng những cái thảo luận nhóm hoặc là thảo luận với các chuyên gia để chúng ta modify lại cho nó phù hợp. Đấy. Thì trong cái phần mà liên quan đến cái bảng câu hỏi bảng khảo sát đó thì cái câu trả lời của bạn Đạt thì thầy chia sẻ thêm như vậy. Ngoài ra thì thầy nghĩ rằng là các thành viên ở trong nhóm có bổ sung gì thêm không cho cái phần cho câu hỏi của bạn Nga về cái việc là làm nào để mình có thể thu thập hoặc mình hiểu mình quan mình biết khách hàng có hài lòng hay không trong quá trình mà họ sử dụng cái dịch vụ tại bệnh viện. Dạ chào thầy, em là Thảo Nhi của nhóm E ạ. Em nghĩ là thay vì mình hỏi khách hàng, hỏi chính khách hàng á, thì hầu như khách hàng nào đi bệnh viện cũng sẽ có người thân đi theo. Thì thay vì chúng ta sẽ làm phiền khách hàng những lúc mà họ đang nghỉ ngơi á, thì chúng ta có thể tiếp xúc với lại người thân họ để chúng ta có thể hỏi họ là dịch vụ của chúng tôi ngày hôm nay hoặc là trong thời gian bạn ở gia đình bạn ở đây thì cảm thấy như thế nào, như vậy sẽ tiện hơn. Hoặc là còn đối với những bệnh nhân đã ra viện rồi mà chúng ta có thể chưa kịp hỏi hoặc là thấy họ phản ánh không tốt thì chúng ta có thể nhờ nhân viên chăm sóc khách hàng của bên bệnh viện gọi điện hoặc là gửi tin nhắn về hỏi họ là qua thời gian qua thì bạn cảm thấy bệnh viện của chúng tôi như thế nào, bạn có thể đánh giá sơ lược hay là không. Dạ, đó là ý kiến của em ạ. Này, cảm ơn cái phần bổ sung thêm của bạn Thảo Nhi cũng rất là xác đáng thôi đúng không? Nếu như mà khách hàng có những cái bệnh nhân mà họ quá nặng và họ không thể trả lời được hoặc là mình không muốn không nên làm phiền họ trong những lúc mà họ mệt mỏi như thế thì có thể là lựa chọn một cái thời điểm ví dụ như là sau khi họ về nhà đã bình phục như bạn chia sẻ hoặc là chúng ta có thể lựa chọn cái người đi cùng đúng không? Để có thể lắng nghe thêm những cái chia sẻ của họ về 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 cái trải nghiệm dịch vụ. Cái vấn đề mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là cái cách mình tiếp cận thông mình phải tiếp cận thông tin ở cái tốc độ như thế nào, hay là những cái khảo sát như bạn nói rồi những cái phỏng vấn qua điện thoại như các bạn nói là hoàn toàn xác đáng. Cái đấy là cho các chúng ta một cái bức tranh rất là VNC rất là đầy đủ trọn vẹn bởi vì mình có thời gian mình có cái sự chuẩn bị. Tuy nhiên thì trong cái cung cấp dịch vụ thì các bạn biết rồi, nó luôn luôn là sẽ có những cái lỗi, tức là dịch vụ nó không đồng nhất mà ở trong mỗi thời điểm mỗi hoàn cảnh mỗi con người thì nó sẽ có những cái cảm xúc, có những cái kết quả nó khác nhau. Và chính vì lẽ đó thì để hạn chế câu chuyện là có những khách hàng họ họ không hài lòng về một cái điểm gì đấy và nếu như mình khi họ không hài lòng cái điều gì đấy mà mình phát hiện được cái điều đấy và mình và có cái cách để mình khắc phục ngay lập tức cho họ đó thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì cái vấn đề ở đây là mình không chỉ đợi đến cái bảng khảo sát mà mình trong quá trình cung cấp dịch vụ đó, chính mỗi một nhân viên đúng không, mỗi một cái nhà quản lý sẽ đóng cái vai trò phải luôn luôn ở trong một cái tâm thế là lắng nghe và tìm hiểu. Khi mà mình quan sát bằng những cái hành động, bằng những cái thái độ khách hàng thì mình có thể là có những cái interview hoặc là có những cái hỏi trao đổi ngắn nhanh để mình xác định được cái vấn đề và mình có điều chỉnh ngay khi mà cái sự việc nó chưa đi quá xa. Thì cũng xin nhấn mạnh thêm với các bạn như thế. Và cách thì nó cũng có rất là nhiều những cách thức, chúng ta cần có hộp thư góp ý, chúng ta có fanpage, chúng ta có những cái thăm khám bệnh nhân đúng không nào, thì mình hoàn toàn có thể là hỏi trong quá trình thăm khám anh chị có mong muốn gì thêm không, sau khi mình khám check hết rồi có đề nghị gì không, mà chúng tôi có thể làm gì tốt hơn nữa để mà mang đến cái sự thoải mái cho bệnh nhân không, vân vân. Thì những cái giao tiếp như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề một cách rất là nhanh chóng. Cũng tương tự như khi các bạn đi ăn một nhà hàng hoặc là sử dụng một cái dịch vụ gì ở trong khách sạn thì giống như cách mà Melia đã từng làm câu chuyện mà thầy đã chia sẻ với các bạn là khi bữa ăn đã diễn ra khoảng cỡ một nửa bữa ăn thì ngay lập tức nhân viên sẽ tới và hỏi là thế thì quý khách có cảm thấy là hài lòng hoặc là có cái gì mà cần chỉnh sửa điều chỉnh không, và nếu như nhạt mặn hoặc là chưa được vừa ý thì họ sẽ đưa cái món ăn đấy vào và họ xử lý lại ngay, và kèm theo đó là một cái phần quà nhỏ để mà chuộc lỗi, có thể là một cái món dessert hoặc là một cái discount nào đấy để giúp cho khách hàng cảm thấy là rất là thoải mái và vì cái cách mà họ đã đối xử với mình, họ quan tâm đến mình đấy. Thì cái đấy cũng là cái mà những người làm dịch vụ cần phải phải lưu ý. Nó khác với lại là các bạn mua một cái xe hơi
À, bạn mua một xe hơi thì có thể là những cái khảo sát đấy nó sẽ diễn ra sau đấy, bởi vì là khách hàng cần phải có cái trải nghiệm đi xe rồi xem như nào, rồi khách hàng mới có những feedback lại cho các bạn, cần thời gian. Nhưng mà với những cái dịch vụ nó đặc thù thì chúng ta phải xử lý ngay lập tức, cái đấy cũng là cái mà lưu ý để các bạn sau này, bởi vì rất nhiều các bạn sau này sẽ ra trường, các bạn sẽ làm ở trong cái lĩnh vực về dịch vụ, đúng không? Dịch vụ nó không chỉ đơn thuần là du lịch, là khách sạn, là nhà hàng. À, mà nó có trải rất là nhiều những cái vấn cái khía cạnh như chúng ta đã chia sẻ ở trong cái chương đầu. Cho nên là đấy là những cái điều mà các bạn cũng nên cân nhắc và suy nghĩ khi mà mình làm. Hoặc là giả dụ như sau này khi các bạn ra trường đi làm cũng vậy thôi. Khi mà có những cái vấn đề gì thì mình phải trao đổi ngay lập tức với lại là lãnh đạo trực tiếp của mình. Về khách hàng, có những vấn đề về khách hàng thì các bạn phải, khi mà vượt quá cái khả năng xử lý của bạn thì các bạn phải có cái feedback ngay lập tức, để lãnh đạo cấp trên của các bạn họ sẽ có những cái giải pháp tức thời, kịp thời cho khách hàng. Nếu như không muốn mà chúng ta làm phiền lòng, làm cho khách hàng cảm thấy là không có hài lòng này, thì đấy cũng là cái điều mà chia sẻ thêm để các bạn có thêm những cái kinh nghiệm khi mà mình gặp phải những vấn đề trong quá trình mình đi làm về sau này. Ok, rồi xin mời ý kiến, các ý kiến tiếp theo để trả lời cho những câu hỏi tiếp theo. Dạ, thưa thầy, thì nhóm em còn một câu hỏi cuối cùng của bạn Sang, là bạn có hỏi là khi khách hàng không hài lòng và truyền miệng cho nhau những cái tiếng xấu về dịch vụ của doanh nghiệp mình, thì mình sẽ đưa ra những cái cách khắc phục như thế nào? Thì theo em á, là nếu mà mình đã làm dịch vụ á, thì mình cũng sẽ cố gắng mà cho khách hàng những cái dịch vụ mà tốt nhất có thể. Nhưng mà khi á, mà khách hàng đã không hài lòng hay là truyền miệng cho nhau những cái tiếng xấu, thì có nghĩa là doanh nghiệp mình đã bị dính scandal. Và khi mà doanh nghiệp mình đã bị như vậy, thì em nghĩ cái cách tốt nhất đó là khi chúng ta, nó giống như là khi mà chúng ta làm nhiều cái điều tốt á, thì mọi người thấy rất là bình thường. Nhưng mà khi làm một cái điều xấu thì mọi người sẽ nhớ mãi mãi á. Thì em nghĩ là cách khắc phục đầu tiên á, em sẽ kiếm lại những cái khách hàng mà họ cảm thấy hài lòng với dịch vụ của mình, và mình sẽ cho những cái khách hàng mà đã nghe những cái tiếng xấu của mình thấy được. Thứ hai á, thì em sẽ tìm kiếm cái khách hàng không hài lòng và sẽ khắc phục những cái lỗi mà lỗi dịch vụ mà doanh nghiệp của em đã mắc phải. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ tập trung vào những cái khách hàng cũ hơn và tránh tập trung vào khách hàng mới. Và em nghĩ là mình cũng sẽ cố gắng giữ được những cái mối quan hệ với khách hàng nhiều hơn, thì sẽ cải thiện được cái vấn đề đó. Câu trả lời. Ok, bạn, câu trả lời của bạn Thanh. Bạn nào đặt câu hỏi này nhỉ? Bạn bạn Sang với trả lời của bạn Khanh như vậy thì Sang có chia sẻ gì thêm không? Có nghĩa là ý sao nhỉ, ý tưởng phần mềm này, có nghĩa là phần mềm này bạn giải thích một chút xíu, thầy chưa rõ hình dung lắm. Có nghĩa là phần mềm này khi mà ai đánh giá 1 sao đó, đánh giá thấp, thì nó sẽ warning cho cái người chủ trên cái page của họ, đúng không? Rồi nó có sửa luôn cái đấy không? Ông chúng ta đang nói ý tưởng của bạn đó. Có nghĩa là nó ok rồi. Thực ra thì các bạn, như các bạn biết rằng là để cái câu chuyện này cũng rất là thú vị, tức là cái chuyện là đánh sao ở trên cái
mạng khi mà sử dụng các cái dịch vụ. Thì nếu mà chúng ta hài lòng thì tốt rồi, hài lòng thì 4-5 sao là có những cái comment gì đấy. Còn có những lúc mà khách hàng họ không hài lòng thì họ đánh 1-2 sao, họ đánh thấp, thì cái đấy là mình phải chấp nhận, đúng không? Mình phải chấp nhận, nhưng mà cái cách xử lý như nào đấy, cách xử lý như nào mới là quan trọng. Thì các bạn thấy rằng là khi mà khách hàng có những cái feedback rất là xấu như vậy ở trên mạng như vậy đó, thì thông thường là nếu như mà các bạn để ý những cái doanh nghiệp lớn mà chuyên nghiệp là, thì ngay lập tức họ sẽ, họ có hệ thống lọc hết, đúng không? Còn những cái sao nào mà thấp thì họ họ có hệ thống lọc đấy hết. Bây giờ các cái kỹ năng kỹ thuật về 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 technique thì nó không có vấn đề gì quá khó, mà ngay lập tức thì họ sẽ phản hồi với lại cái ý kiến của khách hàng đấy, họ tiếp nhận những cái bức xúc đấy, à, thường quy quy định của họ là họ sẽ cảm ơn, à, những cái góp ý đấy, và sau đó thì họ sẽ bắt đầu có những cái giải thích, và họ sẽ có những cái gọi là cái phần chuộc lỗi, tức là những cái phần mà để mà bù đắp lại cho cái dịch vụ bị thất bại của họ đấy. Thì thông thường là như vậy, và kể cả những doanh nghiệp lớn, ví dụ như các bạn thấy rằng là không ai là hoàn hảo cả, đúng không? Ngay cả như Toyota, ngay cả như là General Motors thì họ cũng bị lỗi. Toyota cũng có lỗi trong cả chiếc xe của họ, như vậy họ cũng từng đã bị lỗi về túi khí, lỗi về hệ thống phanh, và họ phải khắc phục bằng cách nào, họ phải chấp nhận là tổn thất rất là nhiều, họ phải triệu hồi hàng triệu cái chiếc xe họ đã bán cho khách hàng để sửa lại cái hệ thống, hoặc là thay lại một số các cái thiết bị chi tiết mà nó bị gây ra lỗi cho khách hàng, và họ sẵn sàng công khai xin lỗi và họ bù đắp cho cái chi phí đấy, đúng không nào? Thế thì đấy là cái cách mà khi lỗi xảy ra rồi thì chúng ta không có được lấp liếm, mà chúng ta phải gọi là khắc phục nó, đúng không nào? Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vấn đề ở đây là mình phải khắc phục. Tuy nhiên ở trên để mà xóa đi những cái lời bình luận xấu đấy, hoặc là những cái đánh giá xấu đấy, thì gần như là cái điều đấy là cái điều mà không thể, hoặc là nó gặp phải cái sự phản đối. Thay vì như vậy thì mình khắc phục xong rồi, và mình làm sao để mình cung cấp dịch vụ mình tốt hơn, để người ta sẽ, những cái khách hàng mà đánh giá mình nhiều sao hơn, 4-5 sao nó sẽ tăng nhiều lên, thì những cái sao mà thấp như vậy thì nó sẽ giảm dần đi, và cái điểm số của mình đánh giá bình quân ở trên mạng thì nó vẫn cao. Cái câu chuyện đấy là câu chuyện mà rõ rồi, đúng không? Tuy nhiên thì nó cũng có những cái trường hợp oái oăm như này, tức là cũng có những cái người họ vào họ bình luận, nhưng mà họ mang một cái tâm thế là rất là ác ý, tức là dịch vụ thực ra nó tốt, mình cung cấp tốt, nhưng mà họ họ trải nghiệm họ sử dụng rất là tốt, nhưng mà khi họ comment thì vì những lý do nào đấy thì họ comment nó lại là không đúng, hoặc là không chính xác với lại là những cái thực tế mà họ 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 nhận được. Hay nói khác là khách hàng này, hoặc là đây cũng có thể là những đối thủ của chúng ta, họ đưa ra những cái bình luận nó không có tích cực. Thế thì cái vấn đề này chúng ta cũng phải hết sức là bình tĩnh và kiểm soát cái thông tin một cách rất là chặt chẽ, và chúng ta cần phải cung cấp những minh chứng. Nếu như khách hàng là không trung thực thì chúng ta phải cung cấp những minh chứng một cách rất là thuyết phục, thậm chí là phải có thể nhờ đến những cái cơ quan truyền thông hoặc là những cái cơ quan chính quyền vào cuộc để làm rõ cái lỗi này, làm rõ những cái bình luận hoặc những cái thông tin thất thiệt này nó bất lợi cho chúng ta là do từ phía khách hàng hoặc từ phía những cái người mà ác ý, thì mình cũng phải làm rõ cái câu chuyện này. Và đôi khi tự mình nói về cái điều đấy thì nó sẽ không thuyết phục bằng việc là mình sẽ nhờ một cái bên thứ ba, là một cái cơ quan độc lập có cái chức năng của nhà nước, hoặc là có thể là nhờ những cái nhóm khách hàng, hoặc là những cái nhóm những cái người mà họ đóng vai trò độc lập đó, để chứng minh cho cái lỗi đấy không phải là cái lỗi mà do chúng ta gây ra. Trong những trường hợp mà khách hàng họ đưa ra những cái bình luận, hoặc đưa ra những cái comment mà nó không đúng với những gì mà chúng ta đã đối xử với họ, chúng ta cung cấp với họ, thì đấy cũng là cái điều mà các bạn cần phải lưu ý. Lưu ý, còn cái việc mà chúng ta xóa đi những cái comment tiêu cực hoặc là những cái mà nó bất lợi đấy là những cái điều mà rất là hạn chế. Ví dụ như là các bạn thấy trước đây Foodie chẳng hạn, đúng không? Rất là một trong những ứng dụng mà được rất là nhiều người yêu thích, vì nó là một cái nền tảng cho phép cái người cung cấp dịch vụ và cả khách hàng
có những cái đánh giá tương tác với nhau ở trên đấy. Tuy nhiên thì cũng có một cái thời gian Foodie đã không còn được cái tín nhiệm trước đây nữa, trước như trước đây nữa, bởi vì là đã có cái sự âm thầm thỏa thuận đi đêm với cái nhà cung cấp dịch vụ của những cái quán xá hoặc là với những cái cửa hàng ở trên đó, rằng là những cái comment nào mà tiêu cực thì delete đi, xóa đi. Thì chính cái điều này nó làm cho Foodie đã bị một cái phốt với những cái người dùng, mà từ đấy thì họ không còn tin tưởng nữa, nhiều nữa đối với lại là khách hàng. Còn một số các ứng dụng khác, ví dụ như là ở đây bạn nào mà hay có thể đặt phòng ở thông qua cái hệ thống Airbnb đúng không, Booking, Agoda, thì các bạn thấy rằng là nó cũng có cho khách hàng có những cái feedback comment ở trên đấy về các cái tiêu chí đấy. Thì chúng ta muốn đạt những cái điểm số cao thì không cách nào khác là chúng ta phải chăm sóc, phải cải thiện cái khách hàng ngày càng tốt lên để chúng ta nhận được những cái sao tích cực từ phía khách hàng. Thì đấy là cái điều mà một trong những cái ý tưởng, ý kiến cũng rất là hay. Tức là bên cạnh những cái vấn đề trực tiếp thì hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới của công nghệ, thế giới của Internet, thì đây cũng là một cái kênh mà các bạn cần phải quan tâm khi mà mình nghiên cứu về khách hàng. Những cái click chuột, những cái dữ liệu mà họ tìm hiểu, họ có liên quan đến cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta, thì đều phải được lưu ý để chúng ta có một cái xử lý rất là phù hợp. Ok. Rồi, bây giờ có câu hỏi, có những thắc mắc nào thêm nữa không các bạn? Xung quanh những cái vấn đề mà các bạn đặt ra cho và cái cách thức mà nhóm E giải quyết. Nếu như mà chúng ta không có cái câu hỏi nào nữa đó, thì với chương này thì chúng ta có hai cái video chúng tôi đã upload ở trên cái hệ thống LMS. Thì bây giờ các bạn sẽ có khoảng hai video là khoảng 15 phút các bạn vào xem hai cái video đấy ở trên đấy. Sau khi các bạn xem xong thì các bạn sẽ tích vào cái nút là hoàn thành và sau đó thì các bạn sẽ nghỉ giải lao. Mà khoảng 9 giờ thì chúng ta sẽ quay trở vào lại với cái phần trình bày của nhóm F với cái chương 6.